được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình, và trong đó có những câu hỏi như là họ thường xuyên gặp phải tình trạng là tiểu nhiều lần ở trong ngày, cảm giác cứ 1-2 tiếng là đi một lần, ban ngày thì có khi đi cả chục lần, còn về đêm là cứ phải thức đến 3-4 lần, hoặc hơn thế nữa. Không những dẫn đến tình trạng là mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, và nhiều bệnh nhân còn cảm thấy ngại và xấu hổ. Vậy đây có phải là một căn bệnh nguy hiểm hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khu niệu B2 Bệnh viện Bình Dân, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả. Và bây giờ để hiểu rõ hơn về nỗi lòng của những bệnh nhân gặp phải tình trạng này, xin mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau. Ủa em mới đi chợ về hả? Chẳng hay bữa nay nhà mình ăn cái gì vậy em nhỉ? Mua cái gì ăn cái đó. Em ơi, anh hết rồi Quý Chí à? Em gì hết rồi Quý Chí vậy? Anh thấy nhà tôi lục đục sao mà ra cái mặt tôi rối rối, không có đồng cảm một chút nào trơn. Trời, em cũng thấy là nhà anh cũng đang lục đục. Cho em hỏi thiệt anh nè, do anh liếc ngang liếc dọc với bà nào con nào đúng không? Để cho vợ anh làm anh vậy đúng không? Bậy bạ chứ còn gì nữa. Tôi là người đàn ông chung thủy nhất thế gian này. Chung thủy sao mà vợ anh lại đối xử với anh vậy? Có chuyện khó nói. Dạo này á, tôi với vợ tôi là không có ngủ chung mà ngủ riêng. Anh hết thích ăn thịt mỡ rồi. Không bao giờ tôi biết ngán là gì hết trơn. Vậy chứ sao anh ngủ riêng? Tôi bị mắc chứng Đi niêm. Trời ơi, tôi đi tiểu đêm. Không phải chỉ đêm không thôi mà ngày luôn. Đi 14 tới 15 lần. Đi đâu cũng phải tìm cái toilet đầu tiên. Vậy là anh nhậu nhiều, anh uống nước nhiều. Không có phải như vậy. Chứ sao? Tôi không biết. Mà ban ngày như vậy thì ban đêm nó cũng đâu có tha mình đâu. Ban đêm nó trung bình là cũng tiết 4 tới 5 lần. Nghỉ đi, hết đêm rồi còn cái gì nữa. 4, 5 lần mà vậy thì sao còn là giấc ngủ ngon đúng mà không? Mà vợ tôi á thì vốn dĩ là khó ngủ, tội nghiệp bá lắm. Dạo này thấy bá hốc hác, bá xanh xao, ốm nhôm nhất luôn vậy đó. Trời. Lo rầu hết sức do không ngủ được. Mà vợ cứ mỗi lần mà tôi đi là bá dậy rột rẹt. Bá thức, bá lại không ngủ được. Mắt bá thâm quần, bá ốm hai cái má bá hớp vô, tội trời nghiệp lắm. Ơi, vậy là em... Gì vậy? Đừng có giải thích lý do gì hết trơn á. Ủa em, quá ra nó về em nghe hết rồi à? Tôi nghe loáng thoáng rồi. Chị nãy giờ chị cũng ăn ở không, chị nghe lén rồi. Cái nhà này nhà của tôi mà. Tôi không ăn ở không, ai ăn ở không. Chú mới là người giúp việc đó. Trời ạ. Đừng có lý do gì hết trơn á. Em ơi, thôi đi, anh đừng có giải thích nhiều nữa. Rõ ràng là anh có bồ nhí thì anh mới là ngày đêm anh ở trong nhà vệ sinh á. Anh gọi điện tâm sự với người ta chứ gì. Đừng có viện cớ là chị bình tĩnh. Dù sao em ơi, suy nghĩ cách giúp giùm anh đi. Anh không phải là con bò, anh là một người đàn ông đàng hoàng. Yêu em nhất cuộc đời, cho dù có ai đó mập hơn em cũng không yêu. Chính xác. Chị hiểu không? Không. Em đi cái này là anh bệnh thôi. Bệnh? Bệnh cho nên mình phải tìm cách chữa trị. Thôi được rồi, hai người nói như vậy đúng không? Dạ. Tôi bây giờ yêu cầu hai người giải thích cặn kẽ cái bệnh tình đó như thế nào. Tôi nghe hợp lý không hợp lý cuốn gói ra được. Nói đi em, nói đi. Được rồi, chị hãy nghe bác sĩ tư vấn để coi thử là anh bị bệnh gì và cách điều trị ra sao. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi như chia sẻ là ban ngày đi cả chục lần, ban đêm khoảng 3-4 lần. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này thế ạ? Về định nghĩa đấy, tiểu đêm khi mà người bệnh thức dậy trên một lần để đi tiểu, và tiểu nhiều lần khi tổng số lần đi tiểu trong ngày trên 8 lần. Thì nguyên nhân có thể thay đổi từ những bệnh lý về thần kinh cũng như bệnh lý tại bọng đáy hay là bệnh lý của sàn chậu. Bệnh lý thần kinh với những bệnh nhân mà bị tai biến mạch máu não hoặc là phẫu thuật ở sọ não hoặc là tủy sống. Bệnh lý ở bọng đáy, bướu tuyến tiền liệt, viêm nhiễm hay là ung thư bàng quang, hoặc một số trường hợp là bị sỏi niệu, hoặc xảy ra ở những người phụ nữ lớn tuổi hoặc là những phụ nữ mà sanh đẻ nhiều, nó làm cho sàn chậu nó yếu. Ngoài ra cái nguyên nhân mà thường gặp nhất mà mọi người hay bỏ quên đó là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, mà trong thuật ngữ y khoa gọi là OAB, là OAB đấy. Đây là một cái bệnh lý mà nó gây cái kích thích cái bàng quang, nó giảm cái sức chứa đựng của bàng quang, làm cho người bệnh đi tiểu nhiều lần, tiểu xón hoặc là tiểu không kiểm soát. Như vậy là chúng ta có thể được gọi là rối loạn tiểu tiện đúng không ạ? Và những cái đối tượng nào thì gặp phải tình trạng rối loạn này ạ? Vì đối tượng mà có thể mắc phải cái triệu chứng này á, có thể thay đổi từ tuổi trẻ cho đến người trung niên cho đến người lớn. Cái nhóm tuổi mà hay gặp nhất đó là những người lớn tuổi mãn kinh
hoặc là những người đàn ông mà đã được phẫu thuật cái vùng chậu, ví dụ bệnh lý tuyến tiền liệt, bệnh lý bàng quang, hoặc là những người phụ nữ mà sanh nở nhiều, nó làm cho cái sàn chậu nó yếu. Và ngoài ra, cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng những cái chất kích thích, ví dụ như rượu mạnh, hoặc là những thực phẩm mà có chất chua nhiều, hoặc là một số loại thuốc, nó cũng có thể gây tác dụng phụ lên hệ thần kinh chi phối bọn đái. Dạ thưa bác sĩ, ngoài việc là gây ra cái cảm giác là mất ngủ nè, rồi mệt mỏi, rồi thậm chí là ngại ngùng nữa, thì cái vấn đề rối loạn tiểu tiện đó nó còn gây ra những tác hại nào, những ảnh hưởng nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe nữa không ạ? Cái Thanh Phương cứ nghĩ đi, một mình đang làm việc mà phải là khoảng 10-15 phút phải chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái chất lượng công việc. Số nghiên cứu người ta thấy rằng cái việc mà mất ngủ về đêm vì vấn đề đi tiểu đêm như thế, điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của giấc ngủ, thì cái ngày hôm sau mình làm việc nó sẽ không hiệu quả. Và trong đêm mình thức dậy nhiều lần thì có thể ảnh hưởng tới những vấn đề về tim mạch, có thể là té ngã, có thể gây gãy xương. Rất là nhiều trường hợp người lớn tuổi vì đi tiểu nhiều lần mà gây gãy cổ xương đùi, là gây tàn phế về sau. Vậy có cách nào để mình giảm tác hại hoặc là những cái biến chứng nguy hiểm này hay không ạ? Trong cái điều trị đó thì có thể là Tây y hoặc là Đông y, với cái mục tiêu là gì? Nó làm cho thư giãn cái cổ bàng quang, độ giãn nở của bàng quang tăng lên, đi giảm số lần đi tiểu đêm. Thì những cái thuốc Tây y á, rất là nhiều nghiên cứu về cái tác dụng điều trị liên quan tới bàng quang tăng hoạt như thế này. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ định không có phù hợp thì có thể mắc phải những cái tác dụng phụ ảnh hưởng tới tâm sinh lý. Việc mà áp dụng những cái thuốc thảo dược tỏ ra là có một số cái hiệu quả đầy hứa hẹn, giúp cho nó giãn nở cổ bàng quang tốt, tăng cái trương lực của cái sàn chậu, cũng như giảm sự kích thích của bàng quang, nó cải thiện tốt hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Tuy nhiên những cái thuốc này thì cần phải được Bộ Y tế cấp phép, cũng như phải xuất phát từ những cái nghiên cứu lâm sàng được kiểm chứng mà nó có giá trị khoa học, và người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa được khám để được kê toa. Và nhân đây bác sĩ có nhắc đến về những sản phẩm kết hợp hỗ trợ điều trị có chiết xuất từ thảo dược, thì Thanh Phương nhớ rằng trong số rất nhiều lá thư gửi về cho chương trình thì cũng có hỏi về những loại sản phẩm thảo dược, trong đó có chiết xuất từ hạt bí đỏ, pepo và mầm đậu nành an toàn và hiệu quả trong việc điều trị rối loạn tiểu tiện. Ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Gần đây một số nghiên cứu ở Hàn Quốc người ta tiến hành kết hợp của cái chiết xuất hạt bí đỏ và cái mầm đậu nành theo một tỷ lệ nhất định, cho thấy cái hiệu quả rất là tốt trong kiểm soát vấn đề tiểu nhiều lần, tiểu đêm này, và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB nó lên đến trên 96%. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện: để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả, không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua, giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ thủy sĩ đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ, kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin, những lời khuyên mà bác sĩ đã gửi đến chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi diễn tiến của câu chuyện từ đầu chương trình nhé. Trời ơi, thì ra là anh bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB gây ra rối loạn tiểu tiện. Em hỏi nè, anh có bị tiểu xoắn không? Không tự chủ được không? Không không không, tới cái nước đó thì chưa. Ráng chữa hết cái bệnh, chưa một đêm mà bệnh thức như vậy, sức khỏe đâu, hao mòn sức khỏe. Anh mà cứ kéo dài cái tình trạng rối loạn tiểu tiện như vậy, ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình ốm đi 1 gram nào là anh đau lòng rồi. Mình ơi, đừng lo cho mình em. Ơi. Ơi. Mẹ. Mình đừng bị ngưng, ngưng ngay cái bi kịch này. Ủa bên này sinh nhật ai vậy? Này, đây là sản phẩm có thành phần Golet từ thủy sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu. Gà, mầm đậu nành giúp giảm tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần, tiểu sót, tiểu không tự chủ, hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. 96% người dùng là thấy sau 6-8 ngày là số lần đi tiểu trong ngày giảm đáng kể luôn á. Sau 3-4 tuần là đêm đi tiểu từ 0-1 lần. Thôi mình ơi, vậy là mình được cứu rồi. Còn chú nữa. Dạ em sao? Tại sao vậy? À, tại sao lại biết người ta có bệnh như vậy, không đem cái sản phẩm này ra cho người ta sử dụng đi, còn giấu nó làm cái gì? Ừ, em định nói mà đây anh nói là chị nói. Như vậy là bây giờ anh chỉ cần dinh dưỡng hợp lý này nha. Dạ. Rồi tập luyện những cái bài tập tốt cho bàng quang, rồi dùng thêm sản phẩm hỗ trợ là coi như mình điều trị được rồi.
Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.